Đang say sưa hát karaoke từ trưa đến tối, bị hàng xóm vác dao sang đoạt mạng dã man. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiêu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Đang say sưa hát karaoke với nhóm bạn, một thanh niên bị hàng xóm sát hại dã man. Được biết vụ án xuất phát từ việc nạn nhân hát suốt từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối. Hiện trường vốn là một xóm trọ hòa thuận của những người công nhân đi làm xa nhà. Nay càng nghèo, càng sơ sắc hơn khi án mạng xảy ra giải như lúc ấy người không hung hăng kẻ không cầm hung khí để thiếu uy thì có lẽ án mạng đã không xảy ra cả dãy trọ tại tổ 28 phường Hòa Thọ Tây vào cuối tháng 8 năm 2022 bỗng trở nên xôn xao cho đến lúc xảy ra án mạng hàng xóm xung quanh vẫn chẳng thể tin vào những gì trước mặt hàng xóm hát dai từ chiều đến tối 17 giờ chiều đó là khoảng thời gian mà những người làm công ăn lương thích nhất bởi lẽ họ được nghỉ ngơi, được về quây quần bên mâm cơm cùng người thân và gia đình. Không chỉ là gia đình, mà đó còn là thời gian dành cho những mối quan hệ bạn bè, anh em xã hội. Chiều ngày 24 tháng 8 năm 2022, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, một nhóm công nhân đã quyết định ăn nhậu. Ăn nhậu cho chuyện chán chê, những người này đã bắt đầu tìm đến thú vui tao nhã là hát karaoke. Nhưng họ đâu biết những người xung quanh bị ảnh hưởng rất lớn. Người hát cứ hát, người bực mình cứ bực mình. Đỉnh điểm người hàng xóm cùng dãy trọ đã sang nhắc nhở. Sau nhiều lần nhắc nhở bất thành và lời qua tiếng lại, sự việc đã đi xa. Một vụ án mạng đã xảy ra. Khi nhắc đến nguyên nhân, ai cũng mất chữ A, mồm chữ O. Nhóm hát karaoke tại phòng trọ gồm một Lục Mạnh Hùng sinh năm 1989, tử vong tại chỗ. 2. La Thị Uyên sinh năm 1991. 3. Lữ Văn Vệ sinh năm 1985, 4. La Văn Điểm sinh năm 1985, quê quán cùng ngụ quận Cẩm Khê, thành phố Đà Nẵng. 4. Cao Quang Tuyến sinh năm 1980, quê quán ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Bốn người không phải anh em họ hàng thân thích, chỉ là những người xa lạ vì làm thuê nên tìm được nhau. Cuối cùng giờ làm việc mệt nhọc, sau những buổi nhậu tới bến, họ đã xem nhau như người nhà. Thế nhưng họ đâu biết việc làm mà họ xem là giải trí, là thú vui lại gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tối ngày 24 tháng 8 sau khi nhậu xong, năm người này đã rủ nhau hát karaoke bằng loa kẹo kéo. Sẽ chẳng có chuyện gì to tát xảy ra nếu như những người này biết giữ ý tứ, hát ho là để giải trí, thế nhưng lại chẳng ai biết giới hạn. Đêm hôm ấy, không chỉ mình Nguyễn Lê Thành Tài bực tức mà những người hàng xóm có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Đã đi ở trọ hầu hết là những người lao động xa quê, những người cả ngày làm việc vất vả. Ở trọ khác với ở nhà, đó là không gian chung nên mỗi người đều cần phải có ý thức. Đêm về là khoảng thời gian để mọi người nghỉ ngơi. Nhưng nhóm người hát karaoke này lại quá đả. Nếu lúc ấy họ hát vừa đủ nghe, lựa giờ hát hợp lý và biết điểm dừng thì án mạng đã không xảy ra. Hung thủ của vụ án có lý lịch cụ thể, tên thật Nguyễn Lê Thành Tài, sinh năm 1985, quê quán phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tài vốn là công nhân đã thuê trọ ở đường Tôn Đản, quận Cẩm Lệ được vài năm. Tài và nhóm người hát karaoke ở cùng một dãy trọ họ ở phòng số 1 và Tài ở phòng số 5. Hắn cũng đã quen với cảnh tiếng ngồn nào vào ban đêm, thế nhưng tối hôm ấy không thể chịu được nữa, hắn đã quyết định nhắc nhở. Cả nhóm đã hát karaoke ở phòng số 1 từ 20 giờ, tuy nhiên dù đã khuya họ vẫn không chịu dừng lại. Sau khi đi làm về, Tài định đi ngủ nhưng cũng không yên thần. Hắn chăn chọc qua lại vì tiếng ồn ngày một lớn. Hắn đã đến phòng trọ số 1 thì thấy một nhóm 5 người đang ngồi. Hắn cũng chỉ nhỏ giọng nhắc nhở, khuya rồi đừng hát nữa để cho mọi người ngủ mai đi làm. Nhắc nhở xong hắn quay về phòng nhưng đầu lại vào đấy. Nhóm người kia hát vẫn cứ hát. Ai bực tức vẫn cứ bực tức. tại không thể chịu được nữa. Hắn đã sủ sẵn hung khí là một con dao 20cm trong người nhằm đe dọa nếu những người kia còn tiếp tục. Tài sang gõ cửa phòng lần hai. Tuy hắn mang theo hung khí để thị uy. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhắc nhở. Khuya rồi tắt nhạc để người khác đi ngủ. Thế nhưng chẳng ai ngờ được câu nói này lại là nguyên nhân cho trận ẩu đà. Tài nhắc nhở lần hai xong thì vội quay lưng về phòng tuy nhiên khi vừa mới quay lưng thì một người trong nhóm hát karaoke đã liên tục chửi thề và xúi rục đoạt mạng Tài. tuy không rõ đó là ai nhưng hắn đã nói rằng xử lý mẹ hắn đi không để tài kịp xoay sở năm người ùa vào một lúc vừa chửi rủa vừa thượng cẳng chân hạ cẳng tay một mình không thể đấu lại được với năm người cứ thế tài phải chịu đòn trong giờ phút hoảng loạn ấy tài chợt nhớ đến con dao đã chuẩn bị từ trước hắn đã nhanh chóng rút ra để phòng thân tuy không có ý định sát hại ai nhưng trong giờ phút đó có lẽ ai cũng sợ Tài vẫn lấy tay đỡ đòn, tay phải. Còn lại hắn cầm con dao lia theo hướng từ trái qua phải. Lúc đó hiện trường náo loạn, Tài đã lia trúng vào ngực của Lộc Mạnh Hùng. Hùng cũng đã tử vong tại chỗ. Hiện trường chỉ còn chiếc loa kẹo kéo. Đã có người thiệt mạng, nhưng những người còn lại vẫn không dừng tay. Họ vẫn đuổi theo tới cùng dù Tài đã bỏ chạy. Thoát khỏi dãy trọ, Tài chạy đến đường bê tông nhằm mục đích trốn khỏi đám người côn đồ. Thì bỗng lúc này đằng sau có một thân hình to cao đã đạp ngã hắn người đã hạ hắn xuống đường là tên Tuyến, đàn anh trong nhóm hát karaoke. Tuyến không tha cho Tài, hắn quyết định triệt đường sống của người đàn ông này. Hắn liên tục chút giận, làm cho tên Tài bị thương tích 6%. Sau khi nghe thấy ồn ào và náo loạn, những người hàng xóm xung quanh đã chạy đến can ngăn. Trong lúc đó chỉ có thiếu một chút nữa thôi là Tài đã xong đời với tên Tuyến. Mọi người đã nhanh chóng báo án, về phía cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa hiện trường vụ án. Sau cùng, hệ lụy của việc hát karaoke không đúng lúc, đúng chỗ là rất lớn. Ngày 23 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đoạt mạng người vì mâu thuẫn hát karaoke làm ôn dãy trọ trong lúc ăn nhậu. Khi được hội đồng xét xử hỏi về lý do xuống tay với đối tượng, Tài đã cúi gằm mặt mà đáp. Do bản thân đi làm về mệt muốn được nghỉ ngơi, nhưng nhóm của Mạnh vẫn hát karaoke, ồn ào. Dù đã trễ và được nhắc nhở nhưng không thành, bị cáo không có chủ đích đâm người mà chỉ mang dao theo để hù dọa. Phên tòa xét xử hôm ấy chỉ có thấp thoáng vài bóng người. Người nhà nạn nhân đeo khăn trắng đang ngồi cạnh hắn, đôi mắt đã ngấn lệ. Nguyễn Lê Thành Tài trong giờ phút quyết định hắn chỉ biết bối rối xin tha thứ về hành vi lỡ tay. Đồng thời khi được tòa hỏi về việc truy cứu trách nhiệm hình sự với người có liên quan thì Tài cũng đã cho qua. Chắc giờ đây hắn cũng đã buông xuôi, không muốn hơn thiệt, cũng không muốn kéo thêm bất kỳ ai vào trong cuộc. Kết thúc buổi xét xử, bị cáo tài bị tuyên phạt mức án trung thần. Có lẽ hắn đã hối hận ngay sau giây phút gây án. Suốt phần đời còn lại tài sẽ phải trả giá cho những hành vi thiếu suy nghĩ của mình. Hắn sẽ phải chung sống với cảnh tù đầy, buồng giam lạnh lẽo. Ngoài ra tài còn phải bồi thường cho người nhà nạn nhân chi phí mai táng là 80 triệu đồng và tiền tổn thất tinh thần là 180 triệu đồng. Bên cạnh đó nạn nhân có một người con 5 tháng tuổi, tài sẽ phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng 2 triệu một tháng cho đến khi cháu bé tròn 18 tuổi. Cuối cùng sau sự việc xảy ra là những bài học đắt giá. Lúc đó giá như người biết giữ ý thức, người suy nghĩ kỹ càng thì có lẽ đã không xảy ra sự việc đáng tiếc. Đôi khi mỗi người nên hạ cái tôi của mình một chút. Không thị uy cũng chẳng hơn thua thì mọi việc đã được giải quyết trong hòa bình. Sau lời xin lỗi chân thành và những bồi thường, gia đình nạn nhân đã thông cảm cho Tài. Những người có liên quan đến vụ việc cũng đã ân hận. Tuy rằng họ thoát khỏi vòng lao lý, nhưng trải qua vụ việc sẽ có những suy nghĩ thấu đáo hơn. Giải quyết mâu thuẫn nên được chấp nhận bởi cả hai bên. Đừng vì để cảm giận mất khôn mà phải trả cái giá đắt. Trên mạng xã hội, nhiều người đã để lại bình luận về vụ việc do Nguyễn Lê Thành Tài gây ra. Có người đồng thuận với cách xét xử của tòa, nhưng cũng có người cho rằng xử tài án trung thân là hơi mạnh tay. Thủ giáo sẵn là dại rồi, đây là tình tiết tăng nặng. Án nặng vậy nhỉ? Biết là ông kia thủ sẵn giao nên tội nặng hơn, nhưng bọn kia tấn công trước mà nhỉ? Dù là những lời bình luận thế nào, thì hãy luôn tin pháp luật luôn công bằng. Pháp luật sẽ chẳng nhân nhượng cho cái ác. Chẳng ai bị thiệt, cũng chẳng ai được hơn. Đừng ai có suy nghĩ sẽ lách được luật hay được pháp luật nương tay. Bởi lẽ pháp luật đặt ra là để trừng trị những kẻ có tội. Còn các bạn có suy ngẫm gì về vụ án lỡ tay sát hại hàng xóm cùng dãy trọ vì hát karaoke gây ồn ào này hay không? Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT. thank you